Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì tiếp tục mình đã đến công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng để quay hạ thủy một chiếc xà lan 100 tấn cho mọi người xem ha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để quay cho mọi người xem. Thì ở bên công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng thì đóng rất là nhiều các cái phương tiện sắt các bạn, giống như phà xe cuốc, phà máy cắt, rồi ghe, rồi xà lan. Nói chung rất là nhiều. Đây là những cái ton mà ảnh kéo về để đóng cho khách. Còn bên đây là một chiếc xà lan sắp hoàn thành, còn ở đây là một chiếc xà lan đang chuẩn bị lên khung hình. Còn cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì ở phía đằng đó ha. Đây là chiếc xà lan xíu đây, hạ thủy này các bạn. Thì mình sẽ nói kích thước ngang dài cao rộng để gửi đến mọi người xem cho hiểu qua nha. Chiếc này có chiều ngang là 4m7 với chiều dài là 23m5, chiều cao là 1m5, được gắn động cơ là Yanma 6GH. Chạy hộp số là 3,5 với chân dịch là 1m15 ha. Thời gian hoàn thiện là 40 ngày. Chiếc này ton đóng nguyên con là 8 ly. Hình như là chiếc này giao về ở bên Đồng Tháp các bạn. Nước sơn thì em xài nước sơn Yutun của hãng nước sơn của tàu biển đó các bạn, là những cái tàu buông rồi đó. Đó, các bạn thấy chưa? Thì ở đây á, là anh Hậu đóng rất là nhiều cái kích cỡ mà xà lan mini. Thì một lần nữa thì mình sẽ nói vấn đề này để gửi đến mọi người xem. Cũng như là có rất là nhiều anh em cứ thắc mắc là cứ liên tục bình luận là sao không nói giá. Thì mình sẽ độ đoán giá của chiếc này nha. Theo mình đoán độ đoán thì nó cỡ khoảng tầm 1 tỷ 1, tỷ 2 gì đó, hay là có thể ít hơn chút xíu. Là do vấn đề tình trạng là sắt thép nó lên, giống như là bữa nay là ví dụ 17 ngàn, ngày mai có thể là 20 ngàn, hay là có thể cao hơn hay là mắc hơn. Rồi đôi khi là nhiều khi anh chị cô chú đóng là ví dụ như là 8 ly hết là giá khác, còn 8 ly 6 ly nó là giá khác. Thường á, là người ta đóng á, để tiết kiệm á, là người ta đóng ở dưới cái lường này nè là 8 ly, ở trên vách đó là 6 ly ha. Còn ví dụ mà kinh phí cao chút xíu thì người ta có thể đóng là 8 ly nguyên con hoàn toàn để cho cái độ bền nó cao hơn, với lại kết cấu nó cứng chắc hơn. Thì cái chiếc này được kết hợp là 3 màu sơn, ở trên là màu xám, ở giữa là màu xanh, còn ở bên dưới là nước sơn màu đỏ. Nó giống như không phải là màu đỏ ha, màu kiểu như hơi tái xíu. Là cái màu bên dưới là nó có một cái tác dụng là nó giảm thiểu cái vấn đề mà đóng gông của những chiếc xà lan. Nó giảm thiểu thôi chứ không phải là không đóng gông các bạn. Tại vì khi mà tàu thuyền mà đậu dưới sông thì cái vấn đề gông nghiêu rồi đóng là chuyện nó hết sức là bình thường, nhưng mà nó sẽ giảm thiểu đi một phần nào đó để nhẹ. Đây, chiếc xà lan 100 tấn ha. Để mình sẽ đi lên trên để quay sơ sơ một vòng nha. Được cái là ở chỗ bên công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng á, làm là tất cả là ở trên thì có mái che. Nó sẽ giảm thiểu vấn đề mà khi mình sơn á. Còn ví dụ một chiếc xà lan này nè, mình đóng ở bên ngoài á, là nó sẽ khi mà các bạn người á, nó như thế này, giống như là khi mà người ta vừa mài qua một cái lớp mà bụi ở trên sắt á, là người ta sơn vô liền, thì nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề bị ảnh hưởng do vấn đề thời tiết là sương nó xuống á các bạn. Giống như là cái xưởng mình đóng mà ở ngoài trời á, là nó sẽ có cái vấn đề là khi mà mình mài mình để qua đêm á, là cái sắt nó bị ám vàng. Còn đây là chân vịt giò gà lơ ký. Cái chân vịt này cũng như hồi nãy mình nói là 1m15 ha, chạy với hộp số là 3,5 tu. Đây. Này thì có mài giấy gồng luôn này. Đó, mà thấy rất là đẹp ha. Này nó kiểu giống như lai thái anh chính ha. Nó không nó thái lai chứ không phải lai thái à. Nó hơi lai. Nó không phải là tai thỏ. Không phải là tai tượng. Tức là nếu mà tai tượng đó là cái chân vịt cái cánh nó rất là tròn các bạn. Ở miền Tây mình á, hay là những anh em sông nước á, là nói tai tượng là họ sẽ rất là hiểu, giống như là chỗ này là nó có một cái khỉnh tròn vậy thôi. Còn tai thỏ thì nó rất là dài. Còn cái này nó hơi lai này, cái này là mài giấy rồng nè, nhìn rất là đẹp ha. Chân vịt này là nó bằng chất liệu là bằng thau, tức là nó sẽ pha rất là nhiều cái vật liệu khác nhau, chất liệu khác nhau, giống như sắt rồi gan rồi nhôm rồi từ lơ tùm lum. Còn nếu mà chân vịt bằng gan á là nó sẽ có bằng nhôm không anh? Chân vịt thường là màu trắng bằng nhôm phải không anh Chính? Nếu mà chân vịt bằng nhôm gan là mình, nhưng mà mình tóm lại là mình thường là cái mình kêu phổ thông là bằng nhôm. Đó là chân vịt đó, nó không có bằng cái chân vịt này ha. Cái thằng này dẻo hơn. Này thì nó có nhiều cái nhiều kết cấu khác nhau các bạn. Đó là nhiều ý kiến. Có cái giò gà lơ ký thì mọi người thấy nè.
tạo mà dẫn vô là đẹp trước nè, sao còn cái lỗ này là người ta để thiết kế giống như khi mà người ta đánh lái á, để cho nước nó lòn qua đây nè, cho nhẹ lái chút xíu ha. Này này là hình của Acro. Bánh lái này thì xin lỗi các bạn nha, tại bữa nay không được khỏe trong mình á, cho nên nó hơi ho chút xíu. Bánh lái này thì xài sắt 8 ly. Hai cái dàn sườn ốp cũng nhìn rất là đẹp. Cứng lắm các bạn. Này thì không có xài, này là xài ở dưới đây có chắc có cái bê cái ấy quá. Phút là cái gì? Không phải. Đây cái dịch. Dịch này là chắc cái hãng mới. Hãng mới để mà cái lúc trước thì anh phải anh xài dịch này. Anh vào bằng đây thì anh xài dịch này, thấy khách hàng cũng ưa chuộng lắm nè. Đấy là nãy giờ là cái ngoại hình bên dưới ha. Đó, cái nước sơn này thì nãy như mình nói á, là nó là một cái lớp để chống gông kỵ hà. Giống như mấy con hà, mấy con ấy nó gặp nước sơn thì nó chói mắt đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để quay cho mọi người xem là từ đầu đến đuôi là vô hầm mái. Còn cái lỗ này dành chắc để xì hơi nè. Này mình nói cho vui thôi. Chứ cái lỗ này nói chung là giống như lâu ngày khi nó có nước hay gì động đó là mình xả ra gì đó, để không biết nữa. Mức nước là 1.4. Còn đây là những cái mối hàng này. Đó, có nhiều anh em á hay vô bình luận là nói rồi chê mối hàng xấu rồi tùm lum tà la, chứ nếu mà không hàng gì á nó rồi đâu có thể nào mà hàng như thịt liền được gì các bạn. Nếu mà hàng thịt liền thì mình nghĩ là đăng kiểm nó hơi khó. Cho nên vấn đề là cái quan trọng là nó cần cái độ kết cấu cứng và chắc. Chứ đòi hỏi là đẹp như thịt liền thì chắc mình nghĩ là chỉ có mà đúc ra rồi thôi, như miếng sắt liền thì may ra thì nó là như vậy. Ốp hai con lươn. Đây, giờ thì sẽ lên trên cái cầu thang, di chuyển từ cái hầm mũi ra phía sau. Được cái ở chỗ công ty đóng tàu Nguyễn Chánh Hưng đó các bạn, là cái lường này nè, cái lối đi hành lang này nè, nó bóp nhỏ lại để mà chiếm diện tích cho cái hầm hàng nó bự ra. Chứ nếu mà đóng cái này á mà nó vô khoảng chừng 6-7 tắc gì đó thì cái hầm hàng của mình nó sẽ nhỏ lại. Khi mình chở tải á là cái mực cái giống như mình chở lúa đi, là cái lúa nó dung cao lên vậy nè. Đó mà vẫn chưa đủ tải. Còn khi mà mình chiếm cái diện tích này là nó bóp nhỏ lại, lối đi hơi hẹp chút xíu, nhưng mà cái hầm hàng mình nó chở ra nhiều hơn và mình tải nhiều hơn. Còn cái hầm mũi phía trước cũng vậy. Nó ảnh thúc lại còn ít thôi. Giống như những cái mẫu đời cũ á là người ta sẽ đóng cái hầm ở phía trước này nè, nó rất là rộng, thậm chí là nó vô tới trong này luôn nè, thì diện tích hầm hàng mình nó sẽ nhỏ lại, thì chở tải nó sẽ dung cơi lên, đi qua cầu rồi rất là khó. Ồ, anh này anh chơi dữ ha, chơi thủy lực luôn nè. Cái dàn tời là lên tời xuống tời là anh chơi bằng ở chỗ này là cái thủy lực ảnh điều khiển ở trong. Còn có nhiều ông thì chơi quay tay ở đây. Ở phía sau là hồi nãy mình coi quay thằng anh lái dưới là cái hình của Acro. Đây là Acro. Đó, cái chỗ này là cái không phải là như vậy đâu nha. Thứ nhất là cái tim đèn để mà ban đêm mình đốt á, để cho các phương tiện khác thấy, xà lan tàu khác thấy. Còn cái này nè, tức là đôi khi mà mình chở lúa hay là chở cái gì mà nó cơi cơi cao cao lên á, là có thể là tài công ở phía trong họ sẽ nhìn chỗ này để mà thay thế vào cái mũi. À, cho nên là lái nó dễ, chứ nếu mình chắc lúc cái mũi luôn thì nó rất là khó ha. Đó là tài công ở phía trong hầm mái á, người ta sẽ nhìn ra thấy cái chỗ này. Đó là mình giải thích theo những cái gì mà mình hiểu và cũng thường gặp là nó là như vậy. Rồi cái hầm, đây là cái hầm mũi phía trước này. Sở dĩ là người ta phải là thiết kế cái hầm này á để cho nó cao lên là các bạn biết tại sao không? Coi thí dụ như á là mình chở mà cái mũi hơi thẳm, nước nó có tràn tràn như thế này nó cũng không sao, chứ nếu mà làm hầm mũi này thấp quá thì không được ha. Nếu mình chở thẳm là nước nó sẽ dập vô hầm mũi là nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển phía sau nha. Cái lối đi thì cũng như nãy mình nói đó, nó hơi hẹp nhưng mà chiếm diện tích lại là hơi ấy. Còn cái nước sơn thì khách hàng do yêu cầu lựa chọn, nhưng mà ở đây thì anh sẽ sơn là 3 lớp L1, L2 và một nước sơn ở ngoài. Còn nếu mà mình bỏ tiền ra sơn thêm một lớp nữa cũng vẫn được. Đó là quy cách của sơn một chiếc tàu là như vậy, chứ không thể nào mà sơn một lớp vô là xong được ha. Đây cái bạc lùa là anh trang trí lên sẵn đâu rồi đấy chưa nè. Cái này chắc chở lúa hả chú, chiếc này? Cái này chở lúa hay chở gạo? Dạ, về cũng chở gì chở ha. Nhưng mà thấy bạc lùa thấy chở hàng thô ha.
ấy trời trời láng như vậy. Đây còn cái hệ thống lái vô lăng phía trước đây vẫn là túp lô giống như bao nhiêu chiếc tàu ghe khác. Đây đồng hồ góc lái kim chỉ màu đỏ là khi mà tài công ở đây thì có thể điều khiển thấy là cái góc lái màu đỏ thì nó sẽ qua hết phần bên tay trái, qua đây thì qua hết phần tay phải. Còn cái tim này nằm giữa là bánh lái đang ngay giữa. Còn ở đây thì em chưa câu vô này cái volume này chạy ra điện luôn rồi vậy trời. Cái này em không có nói gì nhưng mà không chạy em nói mấy anh bữa nay được, không lẽ em đi nói. Này, này là hai cái ti ben đang cái phần cabin ở phía sau ha, nâng hạ phía sau. Còn đau hơn không nữa, không đau không mệt chứ không mệt đó. Để đi xuống dưới cho mọi người xem ti này nhiêu danh chính 42 không thì 40 à. Đây thì lái là phía sau 40 ha. Đồng hồ. Cái này là cái vấn đề là cái phần góc lái phía trên đó, như hồi nãy mình nói đó. Ống ben thủy lực. Này sắt chỗ này thì hình như là tới 10 ly ha. Đây máy văng ma đây. Máy thủy nha. Hộp số thủy luôn. Mọi thứ là đã xong hết trơn các bạn. Nó cái phần xương bên dưới đó. Để coi coi chiếc này thì chạy mình nghĩ nó cũng không có gì là bao nhiêu đâu. Vì cái máy này với này thì chở lên cũng vừa. Máy thì nói chung là cũng hơi chút xíu. Còn đây là các cái cụm điện điều khiển ở phía trên này. Cái này là cái hệ thống để mà nâng hạ cabin. Hai cây điều khiển ở trên nãy mình quay đó. Còn đây là mấy ống ben để điều khiển lái trên. Còn đó nguyên một cái chùm điện luôn. Này là công tắc đèn. Hai này là dây ga dây số. Còn bên đó là cái ống bô. Còn đây là được thiết kế hai cái bàn thờ. Cái này chắc để cúng thằng lái quá. Bên kia chắc không biết gì. Mình đó là mình nói cho nó vui thôi nha. Ngoài là chút xíu. Đây thùng nhất 10 nè. Máy này xài nước xanh nha. Đây có hai cái thùng cắt nước màu xanh bên kia, nói nước xanh chứ không biết xài nước gì. Đây còn hộp số hồi nãy nói là 3 tu rưỡi. Để xuống quay cho người xem là cái kết cấu bên trong nó này xương sẩu luôn. Đây ra. Đây thùng nhất 10. Lỗ đó làm sò nước, làm để hút nước vô và giải nhiệt máy nha. Này, heo này, biết có chặt tăng thôi đấy. Mình nói cho vui thôi, cái máy nó mới mua này. Rồi cái bình dầu này thì chắc đâu đó khoảng chừng là 500 lít. Đây hộp số nè, 3 tu rưỡi nè. Đây rồi trời. Nhớt nhau rồi mọi thứ là xong hết trơn rồi. Thằng bình thường lượng trong. Rồi, sơ sơ là vậy nha. Để chút nữa Hạ Thủy chạy thử coi thứ ngon lành như thế nào. Ở trên thì giờ anh đang thử máy cho mọi thứ trơn tru hết trơn rồi sẽ Hạ Thủy thử bằng bánh lái này. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái hướng bên đây để quay cho mọi người xem là toàn cảnh cái chiếc xà lan từ ở trên chạy xuống dưới nước ha. Đây. Phía bên kia thì chiếc kia chắc cũng ít thơm nữa thôi, cũng Hạ Thủy rồi các bạn. Có cái cây cầu đưa ra mình không biết hồi sợ nó có dướng gì đó không. Hiện tại là mực nước cũng đang lớn. Từ cái vị trí này cách cây cầu Vàm Cống thì đâu đó khoảng tầm 4 cây số ha. Hướng ở trên đó là hướng đi về Long Xuyên. Còn hướng ngược lại thì đi về Cần Thơ. Rồi, nãy giờ thì mấy anh bên kia cũng đã bơm phao xong rồi đó các bạn. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị canh tàu ghe bên dưới để cho chạy cái tột xuống này nha. Mấy anh mấy chị trên kia ôm cây ôm cột đồ dữ rồi. Không ôm cây ôm cột hồi là ướt hết. Nước nó văng đó nha.
hiện tại thì cái mực nước nó cũng chênh lệch cũng không có quá nhiều, cho nên nó cũng không đến nỗi mà nước tràn trề đâu các bạn. Rồi xuống đi, xuống đi, không sao đâu. Kịp hết trơn hả? Nó lúc ngoài kia mà. Em đang kiểm tra xung quanh tàu ghe coi có chiếc nào qua lại bắt ổn không. Đó, đó, bây giờ con tàu sẽ chuẩn bị xuống dốc. Đây. Khi mà cái đít gần đụng nước thì sẽ đề máy. Đây, chị trên kia chỉ ôm vô. Rồi. 40 ngày chờ đợi thì bây giờ mọi thứ cũng xong xuôi đâu vào đấy hết rồi. Cái phao đụng vô đó. Phao lăn qua, phao leo qua cái cây nguy hiểm lắm. Chị trên kia kiếm chỗ núp, kiếm chỗ ngồi hết rồi. Chạy lôi nhoi chứ sợ ướt vịnh nè. Đây. Cảm giác như là đi tàu lượn nha các bạn. Rồi. Ghe đang treo. Khi nào gần ướt đít rồi mới chặt dây ha. Cái ông xuồng nhỏ này kia ông đi tới nguy hiểm quá. Quan tâm luôn, ông nhìn thấy luôn. Lên ra ông chạy rồi. Quýu đít rồi. Giờ thì mọi thứ đã xong xuôi chân rồi, chỉ chờ chặt một cái nhát dao phía trước là cho con dây nó sẽ chạy chiếc tàu xuống tự do. Bắt đầu mọi thứ sẽ chuẩn bị chạy như tàu lượn. Đáng lẽ ra là đã đi xuống rồi đó các bạn, nhưng mà tại vì một số ghe đi qua cho nên là tính về cái tính chất an toàn tuyệt đối à, cho nên là mấy anh cho vấn đề tàu ghe đi xong xuôi hết rồi mới chạy xuống. Nhiều khi có chiếc nào chạy gần gần thì nó cũng khá là nguy hiểm á, tại cái dốc ở trên nó đổ xuống.
ok. Trời ơi, quá trời xà lan rồi. Đẹp ha. Nhìn khá là cân đối các bạn. Rồi, nếu anh sẽ lượn một vòng nhẹ ăn cái. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới tàu để quay cho mọi người xem ha, à, chạy thử. Rồi mình đã xuống tàu rồi nha, bước hết ga luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, sau khi một hồi chạy thử thì cuối cùng cũng cập bến về nha các bạn. Thì cái này có lẽ là cái chân vịt nó hơi nặng hơi chút xíu cho nên nó hơi ra khói đen, nhưng mà cũng không sao, vài cuốc rồi nó nhẹ lại các bạn. Nhiều khi cái bạc cao su của mình nhiều khi nó còn mới, mọi đứa nó cũng còn bót lắm, cho nên chắc một hai cuốc nữa thôi là ổn thôi. Cái này nó cũng hơi nặng hơi nhẹ thôi, hơi thì cũng không quá nhiều. Anh tài công khá là đẹp trai nha. Rồi bây giờ thì các bạn ngồi cũng đã vừa xem hạ thủy và chạy thử chiếc xà lan 100 tấn. Có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây ha. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn mọi người đã vừa xem video mình. Một lần nữa thì mọi người có cần quan tâm đóng mới hay sửa chữa ghe chẹt sắt, ghe ngo gì đó thì có thể liên hệ đến công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng ha. Số điện thoại mình sẽ để bên góc bên tay phải màn hình. Bây giờ thì vừa hạ thủy chiếc này thì chiếc khác lại zin lô lên. Rồi video mình xin tạm dừng đây ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.